Theo con số thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, thì tỉnh này hiện có 5 người chết. Thiệt hại do mưa lũ đã lên tới hơn 120 tỷ đồng. Công việc cần làm ngay lúc này, đó chính là khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục thiệt hại sau trận mưa lũ, ghi nhận sau tại một số địa phương. Ngày hôm nay, thành phố Hà Giang đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân cùng tiến hành dọn dẹp, lau chùi đồ đạc, vật dụng gia đình, vệ sinh các khu vực bị ngập úng, huy động máy xúc đất các khu vực sạt lở. Công ty điện lực cũng nhanh chóng sửa chữa sự cố tại các trạm biến áp, đảm bảo cung cấp điện kịp thời cho nhân dân trên địa bàn. Các cấp cũng như là các đồng chí bộ đội trung đoàn 877 đã đến ứng cứu rất là kịp thời, thì tất cả các tài liệu quan trọng thì nhà trường cũng đã được các chú bộ đội là giúp đỡ và đưa đến nơi để được an toàn để bảo quản cái tài liệu đảm bảo cho cái công tác dạy học của nhà trường. Tại huyện Quản Bạ, nhiều đường giao thông bị sạt lở với hàng nghìn mét khối đất đá vùi lấp. Huyện Quản Bạ đã đặt cảnh báo nguy hiểm tại một số tuyến đường lưu thông thiếu an toàn. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng quyết tâm thông xong các tuyến đường trong ngày hôm nay để tạo điều kiện cho công tác cứu trợ, giúp đồng bào vùng lũ giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. Duy nhất đến giờ phút này chỉ còn có xã Thái An là bị chia cắt hoàn toàn của hai tuyến đường. Ba ngày vừa qua là đã tập trung cứu người dân và nhà ở, cho nên hôm nay chúng tôi đã tập trung để thông cái tuyến này để tránh cái tình trạng cục bộ. Là hiện nay trong từ giờ đến cuối giờ chiều thì chúng tôi sẽ thông được cái tuyến đường từ huyện vào đến xã Thái An để đảm bảo cái việc giao thông hoạt động bình thường. Trước mắt là ưu tiên cái giao thông về xe máy, sau đó sẽ tiến tới khắc phục cho ô tô đi vào. Còn tại huyện Vị Xuyên, nước lũ tại nhiều xã đã rút, các trường học bị ngập nước đã được các lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ dọn dẹp. Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên tiếp tục thực hiện kiểm đếm, thống kê thiệt hại của nhân dân để làm căn cứ hỗ trợ, khắc phục một phần hậu quả cho người dân an tâm, ổn định cuộc sống. Giờ phút này thì các cái tuyến mà bị ngập úng đã được giải phóng, giải thoát. Còn những cái tuyến đường chính là nó bị tắc, thì chúng tôi cũng đưa máy móc vào để khắc phục và chăm cho người dân để thông phá. Theo dự báo, mưa lớn vẫn có thể xảy ra trong những ngày tới. Tỉnh Hà Giang khuyến cáo người dân trên địa bàn tỉnh tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ và tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai. Kiên quyết di rời các hộ có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn và hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu cho người dân vơi bớt khó khăn trước mắt.